Anh chị có tin ngân hàng định giá 3 tỷ nhưng chủ rao bán là 2 tỷ 3 không anh chị? Đây, một mảnh đất gần 500 mét vuông, có 200 mét thổ cư anh chị, mặt tiền đường nhựa rất là rộng luôn, đường thông thường chứ không phải đường cục đó anh chị, hai xe ô tô né nhau luôn. Đằng trước mặt anh chị là đường tỉnh lộ ha, đường tỉnh lộ 768 thuộc xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai anh chị, với là 489 mét vuông anh chị, ngang 8 mét, dài 60 mét, 200 mét thổ cư luôn. Ngân hàng đã định giá là 3 tỷ rồi anh chị, nhưng mà bây giờ chủ ngợp quá buộc phải bán một cái giá là chỉ 2 tỷ 300 triệu thôi, một cái giá rất là thiện chí luôn. Và hôm nay Lộc sẽ quay video này là video chính chủ anh chị ha. Anh chị có thể là trao đổi thêm giá với lại chủ trực tiếp luôn anh chị ha. Rồi thì bây giờ Lộc sẽ quay hiện trạng đất đó, sau đó là Lộc sẽ dẫn anh chị ra để mà xem khu vực ở đây nó như thế nào, cũng như là giao thông như thế nào anh chị ha. Rồi, đất mình thì sẽ cao hơn mặt đường tầm khoảng 1 mét anh chị, rất là cao luôn. Đường nhựa rất rộng rãi nè, ở ven đường có mấy cái cây cổ thụ rất là to và rất là mát luôn chị. Đặc biệt là khu vực trong đây nè là khu vực là cặp ven sông Đồng Nai anh chị ha, rất là mát luôn, khí hậu rất là mát anh chị. Và ở đây mình có một cái mảnh đất gần sông mát mẻ, có sẵn những cây xanh ven đường khá là mát luôn, rất là phù hợp về an cư lạc nghiệp và nghỉ dưỡng luôn chị. Thì ở đây là sổ riêng quy hoạch toàn bộ đất ở chị, nhưng mà mình đã có sẵn 200 mét vuông là đất thổ cư rồi, nên là mình có thể là xây dựng tự do rồi anh chị ha. Đấy, ranh và hiện trạng của mình đã rất là rõ rồi anh chị ha. Bên kia thì có những cái trụ rào bê tông, còn bên đây sẽ cặp theo ranh ranh nhà của hàng xóm kế bên anh chị. Ở đất mình khá là cao luôn, càng đi ra sau thì mình sẽ càng cao anh chị. Dân cư ở đây đặc biệt là toàn là dân địa phương anh chị, nên là sống rất là hòa nhã, hòa đồng với nhau luôn, cũng như là rất là an ninh anh chị. Đấy, đây là ranh cuối phía sau mình rồi nè. Thì đầu là 8 mét, bên dưới cũng là 8 mét luôn, dài 60. Lô đất mình rất là vuông, ngang 8 dài 60, như hình tờ giấy A4 luôn anh chị, rất là đẹp luôn. Và chưa kể là mình đã cao hơn mặt đường, so với lại là mặt đường là 1 mét luôn. Thì mình có thể là không cần phải là bồi đất hay là như thế nào anh chị, mình làm về vung đất, mình trồng cây, mình khỏi phải lo thiếu đất luôn, khá tuyệt vời. Ở dân cư xung quanh là nhà Thái nè, dân cư đông đúc nè anh chị. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ Lộc sẽ dẫn anh chị ra ngoài đường nha, để giới thiệu cho anh chị tổng quan về hạ tầng giao thông, cũng như là đường xá ở đây như thế nào. Rồi xem anh chị là có phù hợp nhu cầu mua mảnh đất này hay không anh chị ha. Đặc biệt luôn, mảnh đất này anh chị không mua nhanh thì chắc là không kịp rồi anh chị. Giá rất là rẻ rồi, định giá 3 tỷ mà bây giờ bán chỉ là 2 tỷ 900 triệu thôi. Ấy lộn, 2 tỷ 300 triệu thôi anh chị. Một cái giá khá là sốc so với lại cái giá của ngân hàng thẩm định anh chị ha. Đấy. Rồi. Thì trước mặt cách đây là khoảng đâu đó là 70 mét là đường tỉnh lộ 768 ha. Bây giờ Lộc sẽ dẫn anh chị ra xem. Đó, để xem được là giao thông, khu vực cũng như là dân cư, xem nó đông như thế nào anh chị ha. Thì vị trí của mình nằm ngay chỗ là trung tâm hành chánh của xã Trị An rồi, nên là dân cư đông đúc anh chị ha, không có vắng, cũng như là chợ nè, trường học thì nằm kế bên luôn. Đấy. Thì đất của mình cách đường tỉnh lộ 768 chỉ có là 70 mét thôi anh chị. Rất là gần luôn, dân cư thì đông đúc nè anh chị ha. Đó, dân cư đông đúc anh chị. Đấy. Trước mặt anh chị là đường tỉnh lộ 768 rồi đó. Còn đây là đường Bến Bè nè anh chị. Anh chị nào chưa biết vị trí này có thể là search trên Google là đường Bến Bè anh chị ha. Đó, kế bên mình là có một cái nhà Thái, nhà vườn rất là đẹp nè. Đấy, dân cư khá là đông luôn. Ở đây là ngay vị trí trung tâm rồi, nên là buôn bán cũng như là tiện ích khá là nhiều anh chị ha. Đó. Rồi bên đây nữa nè, trà sữa rồi tùm lum anh chị ha, rất là nhiều luôn. Đó. Rồi thì vị trí này là một trong vị trí là trung tâm và đông nhất của xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai anh chị. Ở đây thì còn sẽ có cây xăng nữa nè. Đó. Cây xăng ha, bên trái.
còn bên phải mình sẽ là trạm y tế anh chị ha. Đó, trạm y tế anh chị thấy cái bảng trạm y tế đó, dân cư thì anh chị khỏi lo rồi, rất là đông ha. Còn đặc biệt trước mặt anh chị là một cái ngã ba đó. Ngã ba này sẽ là nối qua Hiếu Liêm của Bình Dương và Hiếu Liêm Đồng Nai qua một con phà ha. Và trong thời gian gần đây thì vị trí này sẽ là làm cầu anh chị, sẽ nối từ Bình Dương sang Đồng Nai ha. Và đối diện cái đường vào phà thì sẽ là một cái trạm y tế nè, cũng như là đi thêm khoảng 150m là ủy ban anh chị ha, ủy ban. Đấy. Ở khu này là khu chợ nè anh chị, ở đây là chợ ha. Đó. Rồi thì với một cái vị trí đất vô cùng là đẹp anh chị, mặt tiền đường nhựa thông thương gần ngay vị trí là sông Đồng Nai cũng như là đường tỉnh lộ 768 ha. Diện tích khá là lớn để mình xây biệt thự nhà vườn luôn. Diện tích có tổng là 489m², ngang là 8m, dài là 60m. Trên đất mình đã có sẵn là 200m² là đất ở thổ cư rồi. Anh chị về là có thể là xây dựng ngay để mà ở rồi. Một cái giá khá là tuyệt vời, chỉ 2 tỷ 300 triệu so với lại mức giá là 3 tỷ của ngân hàng thẩm định anh chị. Rồi thì anh chị nào cảm thấy là phù hợp nhu cầu, phù hợp mục đích, phù hợp tài chính thì anh chị hãy liên hệ cho chủ đất số điện thoại ở trên màn ảnh video anh chị ha, để còn thương lượng được giá tốt hơn nữa anh chị. Rồi, Lộc Bất Động Sản kính chúc quý cô chú anh chị một ngày thật lạng lành và tràn đầy hạnh phúc. Đặc biệt luôn, hãy chốt nhanh lô đất này anh chị, Lộc đảm bảo 100% anh chị sẽ rất là thích luôn. Rồi, Lộc Bất Động Sản xin chào.